Sáng mùng 2 tháng 12, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức khai mạc. Tới dự có Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thế Thảo. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Ngô Thị Doãn Thanh nhấn mạnh, năm 2013, kinh tế xã hội thủ đô giữ được tốc độ tăng trưởng và có mức phát triển. Nổi bật là tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,25%, huy động vốn các tổ chức tín dụng tăng 12,78%, chỉ số giá tiêu dùng dần ổn định và dự báo sẽ thấp hơn 8% so với năm 2012. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế yếu kém. Đó là sản xuất kinh doanh tiếp tục khó khăn, kim ngạch xuất khẩu giảm, vốn đầu tư xã hội đạt thấp, thu ngân sách không đạt kế hoạch đặt ra, nợ đọng trong xây dựng cơ bản tăng, công tác lãnh đạo, quản lý điều hành ở một số cấp ngành, lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt, thiếu năng động. Do đó, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố có ý nghĩa quan trọng, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và các mặt công tác khác trong năm 2013, đồng thời xác định những giải pháp chủ yếu cần tập trung trong năm 2014 và chặng đường còn lại của kế hoạch 5 năm 2011-2015. Trước những kết quả đạt được của thành phố Hà Nội trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, đẩy mạnh hoạt động hợp tác giao lưu đối ngoại đã được Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo tóm tắt tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh đến sự đóng góp quan trọng của Hội đồng Nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Ngoài những nội dung đã được đề cập trong báo cáo, tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu trong năm 2014, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đến một số nội dung quan trọng. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu của thành phố là thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế. Thực hiện đồng bộ có hiệu quả 7 nhóm giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường giải quyết nợ đọng, cần kiên trì đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ, ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, chất lượng hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ diễn ra cho đến hết ngày 7 tháng 12 tới.